Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Đồ Gỗ Thành Luân trên YouTube. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2016. Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ sập vụ tủ chè cần ốc đỏ 100%. Ốc này là ốc được xuất xứ từ Singapore và được các nghệ nhân bàn tay vàng gốc nghề thực hiện. Đây, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Chúng tôi trước tiên đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu. Chiếc sập này có kích thước là 1m8 x 2m2. Sập này là khảm đây, mặt tiền của nó là khảm là tích tứ dân, đồng quê dân dã tứ dân này. Trong cái clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu chiếc sập này rồi, và hôm nay thì thực sự là chúng tôi trước đây cái tủ chè chúng tôi vẫn trưng bày ở đây để cho nó khô, và sau khi khô xong chúng tôi đã hoàn thiện phần khảm ốc đỏ. Khảm xong thì Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là rất cẩn thận để gỗ nó cực khô chúng tôi mới khảm, và khảm xong thì chúng tôi đã bày trưng bày lên đây để quay cho nó đồng bộ là sập vụ tủ chè. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây, và đi vào cái đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu đầu tiên là chiếc tủ chè. Chiếc tủ chè này có kích thước là 1m95, chiều dài chiều ngang này 1m95 và chiều sâu là 50 phân, chiều cao là 83 phân. Được khảm 100% bằng ốc đỏ tự nhiên, ốc Singapore. Quý vị đang thấy đây, ốc đỏ vàng chanh là có sắc màu 7 sắc cầu vồng khảm vùng quanh. Phía hồi này chúng tôi cũng khảm, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu chiếc kệ này, chiếc tủ tivi này thì Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là làm 100% bằng chất liệu gỗ gụ ta, gụ Quảng Bình. Trong cái video clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái tủ chè gỗ gụ Quảng Bình của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đang để mộc, và hiện nay chúng tôi đã hoàn thiện xong phần khảm ốc và cũng như là đánh vec ly xong. Quý vị đang thấy đây. Và đi vào đường nét chi tiết, trước tiên chúng tôi cũng xin giới thiệu cái tủ chè này với cái bệ. Cái bệ này chúng tôi là khảm tích. Đây. Cái phía bên phải này, Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi có cái bệ này, chúng tôi là khảm đây. Tích rất chi là hay. Một bên phải đây là Tào Tháo cưỡi ngựa đây, Tào Tháo cưỡi ngựa đây, và bên đây là Thái Công. Thái Tông, Thái Công hiến áo cầm bào đây. Tích Thủy Hử rất hay, quý vị mà đã xem phim Thủy Hử quý vị có thể thấy được. Chúng tôi cũng không giới thiệu nhiều thêm nữa. Đây cái hình ảnh này Tào Tháo cưỡi ngựa, Tào Tháo là Tào Tháo đa nghi đây. Thái Công hiến áo cầm bào này. Quý vị đang thấy đây. Và đường nét chi tiết chúng tôi là khảm sen nọng rất đẳng cấp và tinh xảo. Đây quý vị đang thấy 100% bằng ốc đỏ Singapore. Và bên này là tam manh chiến não bố. Tam mông chiến cái bố đây quý vị đang thấy đây. Và bây giờ đi vào đường nét thì chúng tôi quay chi tiết của chiếc bệ này. Đầu tiên là chiếc bệ đầu tiên. Đây khảm 100% bằng ốc đỏ tự nhiên. Rất đẹp. Tam manh hùng chiến não bố. Chiến lữ bố. Đây quý vị đang thấy đây. Đường nét đục khảm này là rất tinh xảo. Sen lọng này. Thành Luân cái hàng khảm chai là hàng khảm sen lọng rất đẳng cấp. Đây quý vị đang thấy trên màn hình này. Quý vị đang xem trên màn hình đây là cái tích chúng tôi khảm ở chiếc bệ của tủ chè vụ ta này. Tiếp theo sang phần hồi đây, phía hồi đây chúng tôi cũng khảm đây. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết của chiếc cánh tủ. Cánh tủ chúng tôi là khảm là phía thùng này, chúng tôi là khảm ở đây rất chi là đẹp, khảm viền này. Và đây cũng vậy, các cái góc này Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là khảm sen lọng rất kỹ, tinh xảo. Các cái đường nét đây, các cái xương này chúng tôi là cắt ra nó nhỏ như sợi tóc. Sau đó chúng tôi ghép các cái miếng cẩm quy này vào. Đây quý vị đang thấy đây, ốc vàng chanh rất chi là đẹp. Bốn góc đều đấy.
Và hai cánh này chúng tôi là Khảm Tích Văn Vương Cầu Hiền, bên là Tam Cố Thảo Ngư Cầu Hiền Đức, bên là Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương, Tam Cố Thảo Ngư Cầu Hiền Đức. À, quý vị đang thấy đây, toàn bộ là đường nét sạm khảm của chúng tôi là rất chi là đẳng cấp. Đây, quý vị đây, sen lọng này, rất kỹ và tinh xảo. Chúng tôi là khảm 100% bằng ốc đỏ, ốc vàng chanh rất đẹp. Khi khảm lên nó lên các cái màu như 7 sắc cầu vồng, rất chi là đẹp. Và phần lèo đây cũng vậy, lèo chúng tôi là khảm cảnh nho sóc, rất có ý nghĩa. Đây chúng tôi là khảm trên nền 100% gỗ gụ ta, gụ Quảng Bình, và chúng tôi đã xen lọng với thằng các cái lỗ đây. Quý vị thấy đây, đường nét tách tỉa cũng như là đường khảm ghép lối mà cũng xen lọng này rất chi là tinh xảo. Đây những cái lá dừa này chúng tôi là xen lọng này, các cái xương này chúng tôi xen lọng này rất kỹ. Và quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888, hoặc quý vị có thể về trực tiếp tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trên hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất ở số nhà 71, cơ sở 1 ở gần cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi ở phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, số nhà 71 và 73. Ở đây đường nét chi tiết thì không còn gì để mà nghĩ đâu. Khảm toàn bộ ốc đỏ. Khảm sen lọng rất tinh xảo. Và phía trong đây, cái này là cái khung kính có thể đẩy ra được. Và phía trong là chiếc giá cốc. Giá cốc chúng tôi cũng khảm rất đẹp. Đây quý vị đang thấy đây, bộ sập gụ tủ chè này chúng tôi là để gỗ cực khô, và chúng tôi bán hàng bảo hành trọn đời sản phẩm, không bong bật, không cong vênh. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và mong quý khách ủng hộ Thành Luân chúng tôi. Quý vị có thể truy cập vào trang web youtube.com, sau đó gõ chữ đồ gỗ Thành Luân, gõ chữ đồ gỗ Thành Luân, sau đó vào kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Quý vị nhấp vào nút đăng ký để liên tục được xem các sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cập nhật hàng ngày. Quý vị đang thấy, chúng tôi xin nhắc lại hôm nay mùng 8 tháng 7 năm 2016. Tôi quay video clip để giới thiệu bộ sập gụ tủ chè khảm ốc đỏ trên nền gỗ gụ ta, 100% gỗ gụ ta, ốc này là ốc xuất xứ Singapore. Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.